năm em rạng rỡ xinh tươi về quê đón Tết. Năm em cùng chị gái Nam Anh và mẹ đã lên đường về Tiền Giang đón Tết. Năm em vừa check-in mùng 1 Tết tại quê nhà Tiền Giang, trong bộ áo giản dị. Cô check-in chụp ảnh bên cây mai và khu vườn của gia đình. Bỏ qua mọi lùm xùm, năm em xinh đẹp trở về quê ăn Tết. Nhà của năm em cách xa trung tâm thành phố, trong khuôn viên nơi ở của gia đình là một căn nhà khá khang trang. Ngôi nhà ở quê của năm em thuộc hàng khá giả, nằm trong một con ngõ nhỏ khá xa với trung tâm thành phố. Không giống như những người đẹp khác, năm em có tuổi thơ khá bất hạnh, sinh ra trong một gia đình nghèo, luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu trước phục sau. Nhưng hiện tại, sau bao nỗ lực, phấn đấu, năm em có thể lo được cho gia đình về mặt kinh tế. Căn nhà khang trang này được năm em sang sửa lại tại quê nhà Tiền Giang. Hiện tại anh hai của năm em đang ở, còn năm em và mẹ cùng chị gái năm anh thì ở tại Sài Gòn. Hai chị em, năm anh và mẹ chỉ về quê vào dịp giỗ lễ hoặc Tết. Hiện anh hai của năm em đang sống trong ngôi nhà này lo hương quả cho người cha quá cố. Ngôi nhà được kiên cố hàng rào khá chắc chắn. So với các hộ cùng ấp, nhà năm em thuộc hàng khá giả. Ngôi nhà khang trang cũng là ước mơ của cô từ bé, vì hiện tại năm em có thể thực hiện được ước mơ của mình, lo được cho các thành viên trong gia đình một cuộc sống sung túc về kinh tế. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.